Núp đầu ta. Rõ ràng là mình mới đi trong đó đi ra mà. Ôi nó có bập, nó tiêu cái nhà cái nhà. Cái nhà mình không biết là xem trong này không biết như thế nào. Mà bây giờ nó cứ phát. Hello, xin chào mừng toàn thể của chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Săn Ma Vlog chưa nha. Thưa mọi người, thì hiện tại bây giờ mình đang trở lại cái ngôi nhà mà quỷ thì bùa. Đợt trước mà rất là lâu rồi mình đã chiếm cái bông quỷ thì bùa đã chiếm nhà đó mọi người. Thì thời gian gần để sau thì mình có trở lại đây và phát hiện con quỷ đầu dê. Thì từ đó hôm đó tới giờ cũng mấy tháng nay rồi mình không trở lại ngôi nhà này. Thì hôm nay mình muốn trở lại ngôi nhà này xem thử cái ông linh quỷ đầu dê đó còn ở trong ngôi nhà này hay không, hay hoặc là có ông linh nào mới xuất hiện hay không cả nhà. Thì chắc có lẽ cái ngôi nhà này chắc có lẽ là rất là quen thuộc với chú anh chị trước đây đã xem. Thì ngôi nhà này nói chung cái cốt truyện đó là trước đó có một ông linh vào chiếm ngôi nhà và chủ nhà phải nhờ anh em mình giúp đỡ để diệt vong, nhưng mà sau đó lại rất là nhiều vong khác lại vào. Nói chung là cái nhà này rất là âm khí rất là nặng. Nó mình cũng đã cố gắng diệt và phong ấn này nọ nhưng mà bị phá vỡ hết trơn cả nhà. Nó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong ngôi nhà này xem thử cái ngôi nhà này thời gian qua đã như thế nào và vong linh còn ở trong ngôi nhà này không nha mọi người. Ok, đi thôi cả nhà. Đi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà nha. Mọi nhìn cảnh này quen không? Ê, cái nhà mình thấy ở chỗ cái mí cái buồng nó có cái bóc đứng nào cả nhà. Như một cái vong linh, một vong linh nữ thì tóc dài quá trời cả nhà thấy không? Ê, đi vô trong vách vách buồn này mọi người, đi vô trong vách phía đó rồi. Không lẽ đây là một vong linh mới vào ngôi nhà này ta? Có gì đâu ta. Ủa có gì? Đúng tiêu rồi. Mới thấy mà. Vậy là chắc lẽ là ngôi nhà này đã có một con linh mới xuất hiện rồi đó nha. Kìa.
Mới thấy cái đâu này nè. Mới thấy đứng ở đây nè. Ê cái nhà kìa kìa, lúc còn sao kìa, cái nhà mà thấy đứng phía sau cửa sao, chắc có lẽ vong này là một vong linh mới vào ngôi nhà này hay sao cả nhà, một cái vong nữ để nhìn đi ra phía sau này. Ủa ở đâu rồi? Ủa? Nó tiêu ta? Vô chẳng giờ thấy mấy lần rồi mọi người, thấy giờ mấy lần mà đi lại biến mất tiêu, lại biến mất tiêu gì trời, tiếng gì vậy, tiếng gì, tiếng gì cái gầm mà dách thiết nè. Biến mất tiêu rồi. Mất rồi, biến mất rồi nhà. Chắc có lẽ là thôi. Mà hôm nay mình vào mình thấy cái nhà này cái cửa sau mở sẵn mọi người. Lúc trước á thì cửa không có mở. Nhưng mà tự nhiên cái lúc nãy mình vô là cái nhà mở cửa sẵn mọi người. Biến mất tiêu luôn rồi nè. Cái nhà này. Thì hôm nay mình trở lại ngôi nhà này thì phát hiện một vong linh. Nhưng mà vong linh này nói chung là cũng khá là nhát hay sao đó.
mình đến rằng vừa đi đến là biến mất, vừa đi đến là biến mất chứ không có nhiều vốn lên khác mà mình đến gần mà họ cũng sợ. Bây giờ nó giờ đi vòng quanh thì thấy mấy lần rồi nhưng mà không có lần nào đến gần được. Thì bây giờ chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng máy để đặt cam cúng kiến xem vong linh này hiện ra thế nào, và vong linh này là vong nam hay vong nữ hoặc là thế nào, và cái con quỷ đầu dê nó còn ở đây hay không, hay mọi người. Ok, mình tạm dừng nghe cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì nói chung là khá lâu rồi mình không có trở lại ngôi nhà này. Thì hôm nay trở lại thì mình cứ nghĩ là cái vong quỷ dê cả nhà, quỷ đầu dê đó còn ở đây, nhưng mà thực sự hôm nay lại không thấy cái quỷ đầu dê mà lại thấy một cái vong của cô gái. Nói chung nhìn tướng tá thì mình thấy tóc tai thì rất là kiểu là thẳng mượt, không phải những cái vong kia mà tóc nó kiểu như gối nùi nó nặng nọ rồi. Chứ nhìn cái vong thì chắc lẽ mình nghĩ chắc là khá là xinh đó cả nhà. Nên mình không biết là cái vong này là vong từ đâu đến và đến đây từ bao giờ. Nó và lúc nãy vào thì cũng đã thấy một hai ba lần gì đó ở những cái cánh cửa buồng hoặc là cửa sau. Đó. Thì nói chung thì đi vòng vòng một hồi thì không thấy nữa. Thì bây giờ mình quyết định là sẽ cúng kiến và đặt cam xem thử con cô gái đó có xuất hiện ra hưởng nhang hay không, hay hoặc là quỷ đầu dê nó còn ở đây hay không nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đốt nhang cúng luôn nha mọi người. Trước đây thì ngôi nhà này cái nhà biết rồi, rất là nhiều vong linh vào đây luôn. Đuổi vào ông này xong, độ cho ông này xong, siêu thoát xong lại có ông khác vào. Thế này, thì bây giờ mình đặt kênh thế này và tạm rời đi. Thì cái nhà hãy quan sát chú ý xem toàn bộ khu vực trong nhà, câu nó xuất hiện ở đâu nha cả nhà.
Thì cái nhà ấy, thì khi mình ra bên ngoài cái nhà xem trong này không biết là có thấy cái vòng cua gai đó này hưởng nha hay không. Bây giờ để mình cầm máy đi một vòng xem có thấy cái vòng cua gai đó hay không cả nhà. Thì cái nhà ấy, thì không biết nãy giờ trong này cái nhà xem thấy có hưởng nha không nha. Thì có gì cái nhà nhớ comment cái phần ngắt luôn bình luận nha. Thì chắc đã đến đây mình xin tạm dừng để mình về xem lại video coi cô gái này như thế nào, có xuất hiện hay không, rồi mình sẽ trở lại để sau. Thì cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều, thì cái nhà hãy nhấn một nút đăng ký like ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người tập sau nhé, bye bye.